Xin chào tất cả các con. Cô Mai rất là vui khi hôm nay lại được đồng hành cùng với chúng mình trong tiết học ngày hôm nay đấy. Các con ạ, sinh thời thì Bác Hồ của chúng ta đã từng có câu tuổi nhỏ làm việc nhỏ. Chúng mình năm nay là 5 tuổi rồi, chúng mình sẽ giúp đỡ bố mẹ làm những công việc nhỏ hàng ngày. Hàng ngày ở nhà thì Bích giúp mẹ làm những công việc gì nhỉ? Quét nhà. Con quét nhà này con làm gì nữa? Con phơi quần áo hộ bà. À, bạn Bích thì là giúp mẹ quét nhà này, phơi quần áo này. Thế còn bạn Cua thì làm gì? Con làm gì nhỉ? Con rửa bát cùng mẹ, con úp bát cùng mẹ. À, bạn Cua thì là rửa bát này, úp bát cùng mẹ đấy. À, ngoài những việc mà chúng mình giúp đỡ bố mẹ ra thì những công tác ví dụ như vệ sinh hàng ngày, ví dụ như là tự mặc quần áo này, tự đánh răng này, tự chải đầu thì các bạn đã làm được không? Có. À, các bạn nói rằng là ngoài những việc mà chúng mình giúp đỡ bố mẹ hàng ngày ra như quét nhà này, rửa bát này, úp bát cùng mẹ này, phơi quần áo này, thì chúng mình còn làm một số công tác vệ sinh để tự phục vụ bản thân mình, ví dụ như mặc quần áo này và chải đầu buộc tóc đấy. Hôm nay cô Mai sẽ hướng dẫn chúng mình cách tự chải đầu nhé. À, để chải đầu thì với bạn Cua là tóc ngắn thì bạn Cua sẽ cùng quan sát này và cùng nhìn cô Mai cách chải đầu nhé. Cô sẽ dùng lược này, cô sẽ chải đầu này. Tay phải cô Mai dùng lược này, tay trái thì cô Mai sẽ lấy tay để vuốt tóc này. Đấy, với bạn Cua thì là tóc ngắn thì cô Mai sẽ chẻ ngôi ra hai bên này. Đấy. Bạn Cua có thích buộc tóc không? Có. À, bạn Cua thích buộc tóc thì bây giờ cô Mai sẽ chia ngôi ra hai bên này. Sau đó cô giáo sẽ lấy cái lược này, cô giáo sẽ chia tóc ra làm hai nửa nhé. À, tay phải cô cầm lược này, tay trái cô đỡ tóc để tóm lại được, để tóm cái lọn tóc lại này. Đây. Cô sẽ dùng tay trái tóm các lọn tóc, đồng thời tay phải cô dùng lược để kéo các lọn tóc lại với nhau thật đẹp. Sau đó cô sẽ dùng tay phải, hai tay cô sẽ túm lại cuộn tóc lại và sau đó cô sẽ lấy nịt. À, và cô lấy nịt, cô sẽ buộc cột tóc lại cho nó gọn. Tương tự với lại búi tóc ở bên này, cô Mai cũng dùng tay phải, cô Mai sẽ chải những lọn tóc này. Tay trái cô Mai đỡ lọn tóc. Đấy, cô dùng lược, cô sẽ kéo những sợi tóc lại cho nó mượt. Sau đó dùng tay phải cô sẽ tóm lấy lọn tóc này và dùng nịt sẽ buộc lại lọn tóc này cho nó gọn. À, chúng mình cùng quan sát lên, cô đã buộc tóc cho bạn Cua xinh chưa nhỉ? À, với bạn Cua là tóc ngắn, thế còn với bạn Bích là bạn Bích có tóc dài thì bạn Bích thích làm gì nhỉ? Con thích vặn lại. À, còn bạn Bích thì bạn Bích là thích là tết tóc đấy. À, với tóc của bạn Bích dài thì cô Mai cũng sẽ dùng tay này, dùng lược chải thật mượt này. Tóc cho thật. Bạn Bích muốn chia ra là bạn Bích muốn tết thì cô cũng sẽ Bích ra làm hai nửa cho thật đều để bằng nhau. Đấy. Sau đó cô cũng sẽ dùng lược, tay phải dùng lược này, tay trái đỡ lấy lọn tóc này. Cô cũng chia tóc ra làm hai nửa. Đấy. Chúng mình đã nhìn thấy chưa nhỉ? À, bạn Bích muốn tết thì cô Mai sẽ tết tóc này. Cô sẽ chia mái tóc, lọn tóc này ra làm ba phần nhỏ. Cô dùng các dùng tay phải và tay trái đan các lọn tóc lại với nhau. Cứ như vậy, cô giáo sẽ đan cho đến hết nhé. Đây. Tay phải và tay trái cô đan nhịp nhàng với nhau, đan ba sợi tóc, ba cái lọn tóc nhỏ này. Cứ như vậy, cô sẽ đan các lọn tóc lại với nhau để tạo thành một sợi tóc thật là đẹp. Sau khi đến gần cuối thì cô sẽ dùng dây buộc tóc, cô dùng nịt và cô giáo sẽ cột lại để cho lọn tóc sẽ chắc hơn. À, chúng mình thấy cô đã tết được lọn tóc đẹp chưa? À, tương tự với lọn tóc thứ nhất, lọn tóc thứ hai cô cũng sẽ dùng lược này, cô sẽ chải lọn tóc thật gọn. Tay phải cô cầm lược, tay trái đỡ lọn tóc, kéo làm sao cho các sợi tóc gọn vào với nhau. Sau đó cô sẽ chia cái lọn tóc này ra thành 3 phần nhỏ.
và dùng tay phải và tay trái đan các lọn tóc nhỏ này với nhau. Cứ như vậy cô sẽ tết thành một sợi tóc thật là đẹp. Cô đan nhịp nhàng ba sợi tóc với nhau, vắt qua và vắt lại để tạo thành một sợi tóc gọn này, đẹp này và chắc. Gần đến cuối lọn tóc, cô sẽ dùng nịt. Cô dùng nịt và cô sẽ buộc một cái lọn tóc lại cho gọn. Đấy. Chúng mình đã thấy bạn Bích có hai lọn tóc đẹp chưa? À, cô mong rằng qua bài học vừa rồi cô hướng dẫn chúng mình cách chải tóc và cách vặn tóc, thì cô Mai mong rằng chúng mình về nhà, chúng mình hãy tự mình tạo cho mình những kiểu tóc thật là đẹp để giúp đỡ bố mình, bố mẹ mình trong công việc hàng ngày, như tự phục vụ bản thân. Chúng mình có đồng ý với cô không? Có ạ. Giờ học của cô Mai đến đây là hết rồi. Chúc các con chăm ngoan học giỏi và vâng lời ông bà bố mẹ nhé.